thiết kế website thứ ba đẹp tuyệt vời từ bộ sụp bên thứ ba. Là bộ sụp bên thứ ba là nó không có nằm sẵn ở trong cái giao diện của WordPress anh chị, nó không nằm sẵn trong cái giao diện WordPress mình thêm mới, không phải là mình chọn từ đây chị, không phải là mình chọn từ cái thư viện của WordPress khoảng 10.000 cái website của WordPress chỗ này, mà giả sử anh chị vẫn không thích thú, hoặc là anh chị đi mua một cái chỗ nào đó trên mạng bên thứ ba, giả sử như bây giờ mình không thích những cái giao diện này, không muốn lấy những cái bộ sụp của giao diện này về, thì anh chị có thể là đi lang thang ở trên mạng chị search ha, thì có một cái trang mà mình cũng hay dùng đó là cái trang the lucy.net đây anh chị, cái trang này đó, thì trong này nó cung cấp hai cái nền tảng thiết kế web, cái giao diện của hai nền tảng thiết kế web đó là blogger cũng rất mạnh của Google, và cái nền tảng thứ hai là WordPress. Thì trong đây nó có rất là nhiều mẫu ha, cho mình lựa chọn. Nghĩa là cái đây là một tổ chức khác, họ viết những cái bộ sụp theo tiêu chuẩn của WordPress hoặc là tiêu chuẩn của blogger, cho nên mình mang cái bộ sụp này bỏ vô trong cái WordPress, trong cái WordPress của mình nó tương thích anh chị, thì anh chị search là real style, mình muốn cái giao diện thứ ba này là giao diện chuyên về bán bất động sản đi, thì mình chọn cái keyword là real style để mình xem coi thử nó có những cái giao diện gì. Ok, nhìn sơ qua ha, đó, sau khi search thì nó ra, nó cho mình kết quả này, nó trên mỗi cái giao diện thì nó có cái chữ WordPress hay blogger. Hiện tại mình đang làm WordPress ha, thì anh chị lưu ý đừng có down cái thằng của blogger về ha. Giả sử mình chọn cái giao diện này, mình xem demo trước, mình coi thử nó phù hợp với cái quá trình kinh doanh của mình hay không. Ok, mình thấy cái giao diện này nó cũng tương đối đẹp. Cái giao diện này thì ở trên nó có cái nhất là slide này, đó, slide. Rồi phía dưới thì nó có 3 cột đúng không? Cái cột chính giữa thì là content này anh chị. Thì thấy không? Nó có hai cột thôi. Điều nó dàn trang ra thôi. Và cái cột bên phải thì nó đây, nó cũng có những cái giống như vậy, nhưng mà phía trên này nó được có slide, nghĩa là cái giao diện chuyển đổi cái banner mà nó di chuyển thì nhìn nó đẹp hơn ha anh chị. Và bài viết thì nó chế độ dạng vậy. Đầu tiên là anh chị download cái bộ sụp này về. Thì download nó có hai mục, một là mục mua trả tiền và mục free. Thì nó khác nhau chỗ nào thì nó có ghi chú ở chỗ này. Thì nếu mình dùng những cái phiên bản miễn phí ấy, thì nó không cho mình remove cái link bên dưới cái phần footer đi, nó có đỡ cái link tác giả ở phía dưới bằng tiếng Anh, hoặc là nó không có hỗ trợ cho mình, giả sử như mình cần nó hỗ trợ, giả sử nó vào để nó team view, nó sửa chữa cho mình hoặc là theo một số yêu cầu nào của mình đó, thì nó không hỗ trợ. Còn cái mục trả phí thì nó sẽ hỗ trợ đầy đủ hết, đúng không? Thì không sao hết, anh chị chỉ cần cái bản free là xài đủ rồi, tại vì cái dòng tiếng Anh ở dưới thì nó cũng rất là đẹp, cho nên mình không cần phải chỉnh gì thêm. Anh chị chọn free và anh chị download nó về, start download này. Rồi, và là xong, chúng ta download về ha. Rồi, chúng ta thay đổi ha. Thay vì chúng ta chọn trong cái thư viện WordPress này thì chúng ta đã có một cái bộ sụp từ bên ngoài, giống như là bạn bè cho mình, hoặc là mình đi đâu mình đau mình thấy đẹp mình ra về, hoặc là mình mua một số trang phổ biến giống như là Thiên Forest, hoặc là cho cái trang này chẳng hạn, trang này thì bán rẻ hơn. Rồi ok, mình chọn chức năng là tải giao diện lên, là mình tải từ cái tập tin bên ngoài anh chị. Anh chị chọn tên này. Rồi mình trỏ tới cái file mình vừa download về, mình bỏ ở đâu đó thì anh chị trỏ tới file này nữa, đẩy lên ha, lên chị real style work đây anh chị. Đây. Rồi ok, open rồi, chọn tập rồi,
cài đặt ngay bây giờ là xong. Để chờ ha. Đó. Sau khi nó cài xong nghĩa là nó thay thế cái bộ sụp cũ anh chị. Nó lấy những cái nội dung trên cái website cũ sang cái giao diện mới. Anh chị nhấn chữ kích hoạt ha. Chị phải nhấn chữ kích hoạt thì nó mới thay thế. Nhấn vào chữ kích hoạt. Rồi. Sau khi nhấn kích hoạt thì anh chị có thể là qua bên đây anh chị nhấn F5 để anh chị xem lại. Coi thử cái giao diện mình đã thay đổi chưa. Chị thấy không? Nó đã thay đổi rồi. Nhưng mà về cơ bản thì những bài viết nó vẫn giữ lại. Vẫn giữ lại như nhau. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là mình vào mình tinh chỉnh thôi. Mình tinh chỉnh lại chút xíu cho nó đẹp thôi. Tại vì khi mình chuyển từ giao diện này qua giao diện kia thì cái format của nó không đồng đều. Không đồng đều cho nên nó có cái sự chênh nhau chút xíu về giao diện. Mình chỉ cần tinh chỉnh lại chút xíu là nó ok rồi anh chị. Thì đầu tiên mình tinh chỉnh cái gì? Đầu tiên thì mình tinh chỉnh cái gì? Giả sử như chỗ này nó có những cái phần gì? Ví dụ như là banner rồi vân vân đúng không? Thì anh chị cứ trở lại cái giao diện design. Sau khi mình in thôn cái giao diện này vào từ bên thứ ba này anh chị lưu ý nha, nó khác với những cái giao diện mà có sẵn trong WordPress. Thì mỗi cái thằng giao diện nó thường thường nó sẽ cung cấp mình thêm cho mình một cái option, nghĩa là những cái tùy chỉnh riêng cho cái giao diện này. Đó. Nghĩa là nó viết thêm ngoài những cái tùy chỉnh mặc định của WordPress thì nó cung cấp cho mình giống như một cái tùy chỉnh để mà tùy chỉnh trên cái giao diện của cái bộ sụp của nó. Cái này thì mỗi cái bộ sụp mỗi thằng lập trình viên thì nó viết riêng ra, nó viết riêng chứ không thằng nào giống thằng nào hết. Có bộ sụp thì nó không được cái này nhưng mà được cái khác. Còn có với cái thằng này thì nó có cái real estate world theme option này, nó design cho mình luôn để mình tinh chỉnh. Ví dụ như cái phần theme guide là nó hướng dẫn cho mình cách tùy chỉnh ha, anh chị biết đọc tiếng Anh chút xíu ha. Rồi cái phần general setting anh chị cứ đi qua ha. Thì general setting thì anh chị thấy được cái gì? À chỗ đây cái logo của nó đúng không? Cái logo của nó này đó, cái logo này, đổi cái logo này mình muốn đổi cái mình upload thì mình anh chị remove nó rồi anh chị upload cái một cái logo khác lên đó, anh chị up một cái logo khác lên là xong thôi chứ có gì đâu đúng không? Giả sử như mình có cái một cái logo của logo này ha chị. Rồi chị tải lên rồi chọn là xong. Mình thay đổi logo là xong. Rồi chỗ background nếu mà anh chị chọn một cái background khác đẹp hơn thì anh chị cứ chọn đó. Nó cho phép mình chọn cái background là cái này là anh chị, là cái hình background bên ngoài này đó. Nghĩa là mình có những cái option mình chọn ha. Rồi tiếp tục mình có ví dụ body font và link color, rồi mình chọn màu chữ hoặc là màu sắc của cái đường link vân vân. Sau đó thì mình sell on chain. Rồi chị qua cái mục layout, nghĩa là mình coi thử những cái tiện ích mà nó bổ sung, nó cung cấp cho riêng cho giao diện này thì nó có những cái phần gì, mình chỉ cứ thêm thôi. Ví dụ layout thì là feature image, thường cái đây là cái kích thước của cái ảnh đại diện ha. Ví dụ mình cứ đỡ mặc định ha, cái này anh chị cứ đỡ mặc định và tùy chọn nó là bên trái. Rồi read more, à chỗ đây cái phần mà xem tiếp trên giống như là đây nè anh chị, nó có chữ read more. Thì thay vì mình chỉnh sửa trong code giống như cái giao diện thứ hai thì mình có thể chỉnh sửa chỗ đây luôn đó. Cái đây là do cái tiện ích của thằng viết code, cái đội lập trình của cái giao diện này thì mình có thể là mình chỉnh là thành xem tiếp ha. Còn không, nếu mà nó không có chỗ đây mình muốn thì chỉnh sửa chỗ đó thì mình phải vào cái mục chỉnh sửa chỗ đây nè anh chị, sửa dòng code. Đối với những cái bộ sụp mà nó bán thường thường nó sẽ cung cấp cho mình những cái tiện ích mà giúp cho mình tinh chỉnh một cách rất là mau ha, thay vì mình học theo cái chuẩn cơ bản của WordPress. Rồi muốn show menu, ví dụ mình muốn có cái menu ở trên website thì mình show đây. Rồi tích hợp CSS nè anh chị, CSS. Ví dụ mình có cái CSS giống như lúc nãy cái đoạn code của CSS thì mình dán vào đây. Rồi hit the code, social icon tương tự này, Facebook nè anh chị, Facebook này, Facebook thì là mình cứ đánh vào
đánh vào ha, nó giống như bên kia nhưng mà bên giao diện kia thì nó khác chút xíu, cho nên nó không có chèn vô bên này. Thì nhiệm vụ của mình là anh chị cứ mở Facebook lên, mở Facebook lên anh chị dán vào. Tương tự Twitter thì anh chị có những cái profile nào anh chị cứ dán vào, ví dụ Google cộng rồi LinkedIn hoặc là YouTube, nhận sự YouTube đúng vậy. Thì mình có cái nào thì anh chị cứ gán vào, đưa vào thôi. Thì trên giao diện của nó sẽ xuất hiện. Rồi tất cả còn lại là sale chain thôi. Rồi sale chain lại tất cả. Rồi anh chị qua bên đây F5. Anh chị thấy chưa? Đó, mình có Facebook này, mình có Twitter, mình có Gcom, còn Sailor sao chưa thấy. Ví dụ nó nằm ở trong chỗ anh chị vào đây đó, wow. Để vừa chưa đó. Rồi bây giờ mình đã tinh chỉnh được cái phần thứ nhất là phần logo, phần logo rồi menu vân vân, có biểu tượng mạng xã hội rồi, slider là cái mà nó bay dèo dèo, mà hiện tại thì mình chưa set cho nên nó chưa có cái hình này đó. Slider thì mình check, nó nói là mình check vào thì muốn nó hiện là slider lên đó, mình check thì slider 1 thì cái tiêu đề là gì, hình ảnh, cái URL của hình ảnh, rồi không có thì mình up lên. Ví dụ như slider 1 là cái này đi ha. Rồi chọn. Rồi cái slider 2, cái link khi mà người ta click vô cái hình này thì nó mở ra một cái link gì? Giả sử như khi click vào này thì nó mở ra ví dụ như trang trang này đi ha. Trang này. Thì mình sẽ copy cái đường link của trang đích dán vào. Rồi tương tự thì mình thêm một số cái S new slide, mình thêm một cái trang slide 2 này. Đây, thì anh chị cũng làm tương tự. Tương tự mình chọn slide 2. Mình chọn. Rồi. URL giả sử như click vào đây thì mở ra cái trang ví dụ như WordPress gì đó cũng được. Hoặc là nó liên kết vô một cái bài viết nào của mình trên cái trang của mình đúng không? Ví dụ slide thì liên kết vô một cái bài viết, ví dụ như cái này thì liên kết vào cái bài viết là mỹ phẩm Hàn Quốc đi đó, thì anh chị dán vào chỗ này đó. Chứ không phải nhất thiết là phải liên ra bên ngoài đó anh chị, nghĩa là những slider thì thường thường nó sẽ liên vào những cái bài trong cái website của mình đó. Đó, website của mình thì mình sửa lại chỗ đây chút xíu, giả sử như cái bài kia thì có thể là liên vào cái bài bên dưới học sale ranking này thì vào bên dưới trên sân chỗ này đó, nghĩa là mình muốn nó liên kết tới cái bài cái trang web nào hoặc là một cái bài viết nào thì mình copy cái URL của bài viết đó. URL là cái địa chỉ mà khi sau cái bài lên thì mình nhìn trên cái thành địa chỉ mình thấy đó anh chị, đây được nhất là như vậy ha. Rồi ok, mình sell trên tất cả còn lại thì mình sell trên. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.